Và cô Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cầu của em nha quý anh em. Đó thì hôm nay em giới thiệu cả anh em một số cái cần anh em ạ. Thì đây nó có cần phíp nha nè. Phíp thì đây là khoảng 150 180 cây thôi, rất là đẹp luôn. Đó. Và đây là carbon nha nè. Carbon thì có đủ loại cần cho anh em luôn. ISO, SUP, dây trong hai khúc ba khúc lua. Có đủ cho anh em. Đó, ok chưa? Đó thì anh em mua một mã là phí cước 30 ngàn toàn quốc anh em. Một mã là phí cước 30 toàn quốc, còn hai mã em free ship nha. Hai cây cần là em bao ship cho đẹp cho anh em luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Anh em mua thì cứ xem cụ thể cái cần giùm em nhé, xem cụ thể trên cái clip giùm em chứ ra tới nơi thì có nhiều anh em không coi clip, cứ chốt đại ra tới nơi không giữ ý anh em lại gửi đi gửi về, nói chung lại người mua thì không mua được, người không mua lại người mua thì mua được, không mua được mà người cần mua lại không có mua được cái cây cần đó nha anh em. Rồi, cái để em cái cần đầu tiên nè. Cái cần đầu tiên này là nó có cái bao này. Cây này thì không có cái mã nha. Anh em nào mua thì cứ cho em nó nói em là một cây cần Shimano 1m8 là em sẽ biết thôi. Khoan là khoan Fujisic nha anh em. Fujisic lòng 40. Đó. Cây này cây cần Shimano. Cây này hàng China nha anh em. Shimano Trung Quốc nha. Speed Master. Đó, dài 1m8 dít. Đây. Cây này lua của nó là 20 đến 40 bao. Lực của nó là 20 kg nè. Cây này BO 3 năm. Cây này cứng nè. Dạng cứng nha. Cây này cây dít cứng nè, dít cứng, dít nhanh á, dít nhanh. Ngọn tới 3 ly rưỡi luôn. Cây này dành cho anh em câu dít, câu đáy, câu đùng, câu cá tra, câu bông lau, câu sông, câu hồ, câu biển gì cây này nó đáp ứng được hết cho anh em luôn. Ok chưa? Khoan Vuyisic ở đây cho anh em xem từng cái khoan nè. Khoan nói chung rất là đẹp. Cây này còn cây này nói chung là hàng chưa sử dụng nè. Cây này em chỉ bán cho anh em là 1.350.000 cái này thôi, 1.350. Cây này thì anh em luôn cái bộ khoan này không là cũng phải chịu bộ nè. Đó anh em, tại em nhập giá tốt em bán cho anh em giá tốt nha. Cây này bộ khoan không là gần gần hơn 1 triệu bộ đó. Nói chung cây này anh em mua cái bộ khoan không đủ tiền cái cần. Anh em thấy nhìn rõ nha. Đó, rồi cây này không có mã, giá 1.350.000. Anh em nào mua cứ cho nói cho em là cái cây cần Shimano dít mét 8 là được. Rồi, cây tiếp theo cây này cây cây mã cho anh em là mã số 42 nha. 42 cây này dài 3 mét nè. Khoan hãng. Khoan đá sứ anh em. Hơi sát một tí. Bát hãng. Khoan hãng bát hãng. Hơi dài, dài 3 mét, độ cứng cái này tương đương khoảng tầm 25 thôi. Độ cứng 25 dài 3 mét nha anh em. Độ cứng 25 dài 3 mét. Nói chung cần chung cây đẹp lắm, cây này cần ok ngon. Rồi cái này mã cho anh em là 42 nha. Nặng 246 gram, ngon 1.8 gấp 19. Mã 42 giá 150. Mã 42 giá 150. Rồi cái mã 43 đây. 43 cái này cần rút ống dài dài 3,6 nè. Khoan hãng nha. Khoan hãng bát hãng, đầu cứng cái này 20 thôi. 20 3,6, mấy cây đẹp lắm, mấy cây này anh em khỏi phải lăn tăn, mấy cây này rất là mới. Rất mới nha. Rồi, cái này mã cho anh em 43. Nặng 312 gram, ngọn 2 đi 8 góc 24,5,6 nha. 43 là giá 180. Rồi tới 44 nè. 44 cây này cây cần oxit gì nè. Độ cứng 25 4 mét rưỡi nè. Độ cứng 25 4 mét rưỡi, chất liệu cần là phíp nha. Khoan hãng bát hãng đây. Khoan đá sứ nha nè. Mấy cây này thì rất là đẹp, mới. Mới tinh. Rồi, cái này mã cho anh em là 44 nha. Nặng 508 gram, ngọn 2 đi 9 góc 29,6. 44 giá 108. 44 này bán cho anh em 108, 44 nha. Tới 45. 45 rút ống dài. Cây này dài 4 mét rưỡi thôi, made in China. Chất liệu cần là phíp nha. Chất liệu cần là phíp, khoan khoan hãng bát hãng đây.
Tân Hãng, Bắc Hãng. Khoan hãng bách hãng nha nè, nói chung cần rất là đẹp, mới mới tinh, dùng cây rất đẹp nha. Rồi cây này mã cho anh em là 45 nha, nặng 484 gram, ngọn 2 ly 3, góc 29, 45 này bán cho anh em 108. Và tới 46 nè, 46 này dài 4 mét rưỡi nha, cây chất liệu phíp. Đầu cứng 10 20, cây cũng cứng 20 anh em. Khoan hãng bát hãng. Chất liệu cần là phíp nha. Cần thì đẹp, mấy cái này mới tinh. Rồi, cái này mã cho anh em là 46 nè. Nặng 487 gram, ngọn 2 đi 8, góc 28,3, 46 giá 108. 46 này giá 108. Tới 47 nè. 47 cái này cây blue súp. Chất liệu cần phíp nha. Blue súp chất liệu cần phíp. Khoan bát hãng nè mà, khoan bát hãng. Cây này dài 3,6 m. Dài 3,6 m, độ cứng 20. Độ cứng 20. Cây này mới tinh. Rồi cái này mã cho anh em 47 nha. Nặng 292 gram, ngọn 2 đi 3, góc 22,4. 47 giá 108. 47 này bán cho anh em 108. Rồi tới 48 nha. 48 cái này mức nắp đít. Anh em lấy thì em sẽ thay nắp đít cho nó. Anh em lấy thì em sẽ gắn nắp đít cho nó anh em, gắn nắp đít vô em gửi nha. Cây này nó bị rớt nắp đít, nắp đít chậm hoài mà nó rớt mẹ, nó rớt nắp đít này. Lấy thì em sẽ gắn nắp đít vô. Cây này dài 4,5 m nha, made in China. Khoan hãng bát hãng nè. Khoan hãng bát hãng, cần đẹp lắm, mấy cây này nó mới tinh. Cần mới lắm nè, cây này đẹp. Cây này dính dơ đây, về chùi ra nha, dơ thôi. Rồi cái này mã cho anh em là 48 nha. Nặng 459 gram, ngọn 2 đi 6, góc 28. 48 giá 108. 48 giá 108. Rồi tới 49 nè. 49 này cây gồ marine nè. Khoan hãng bát hãng nha. Cây này dài 36 thôi, made in China. Dài 36 thôi. Nói chung mấy cần đẹp lắm nha, mới tinh, mấy cây này mới lắm. Mới mới cho. Nói chung cực đẹp. Rồi cái này mã cho anh em 49 nha. Nặng 344 gram, ngọn 2 đi 8, góc 24. 49 này giá 108. Rồi cái mã số 50. 50 cái này có túi nha, dài 3,6 m nè. Nặng 328 gram, ngọn 2 đi 4, góc 25, made in China, đầu cứng 15-20. Nói chung mấy cái này nó còn đẹp lắm. Mấy cái này thì anh em luôn anh em mua thôi, đừng khò khỏi, cần lăn tăng cái quầy hình. Mấy cái nào này ở trong nó còn mới chát à. Đó, anh em thấy không, rút ra nó đẹp cỡ này. Nói chung là mấy cái đẹp lắm, khỏi cần quay cận kẽ cho anh em. Nói chung cây đẹp, ok. Cây này full túi, chất liệu phíp nha, hãng ORK. Cái mã 50 này nặng 300 gram, ngọn 2 ly 2, góc 23,4. Mã 50 này bán anh em 108. Mã 50 này bán cho anh em 180 ngàn. Rồi tới mã 51 rồi, cây cần rút nè, rút đóng dài nè. Cây này khoan hãng bát hãng nè, và độ cứng 20 và 2,7 m thôi. Nó độ cứng 20 và 2,7 m thôi, khoan hãng bát hãng nha. Đây. Chất liệu cần là phíp. Cần này rất là đẹp, cây mấy cây này mới lắm. Cây còn đẹp lắm nè, mới tinh.
Rồi cây này mã 51 nha. Nặng 209 gram, ngọn 2 đi 7 gốc 19. 51 giá 108. Rồi tới 52 nè, cây này dài 4 mét rưỡi nè, cây này súp và súp nha anh em, chất liệu cần là phíp. Bát Fuji khoan hãng nha. Khoan hãng bát Fuji. Độ cứng cái này tương đương khoảng tầm 25. Cứng khoảng 25 nha anh em. Mới tinh. Cái này anh em miễn phải chơi, còn đẹp lắm. Rồi, cây này đây, tổng thể nè. Cây mã cho anh em là 52 nè, nặng 566 gram, ngọn 2 đi 6 góc 29,6. 52 giá 108. 52 giá 108. Tới 53 nè, 53 cần rút ống dài nha. Cây này dài 39 nè. Cây này SSM Enjoy Pin. Khoan hãng bát hãng anh em ạ. Khoan hãng bát hãng nha. Độ cứng cái này tương đương là 20 20 thôi. Độ cứng cái này 20 nha anh em. Độ cứng 20. Rồi, cái này mã cho anh em là 53 nha. Nặng 327 gram, ngọn 2 đi 7 góc 24,3. 53 giá 108. 53 này bán cho anh em 180.000 nha. Tới 54 thì cần 2 khúc anh em. Chất liệu cây này nó là bằng bằng phíp à. Phíp. Chất liệu bằng cần bằng phíp anh em. Khoan 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 FK bát Fuji. Cần đẹp lắm, cây này mới tinh. Cây này độ cứng nó cao lắm em, cây này độ cứng khoảng tầm 100 á. Dài 1,8 m thôi, cứng khoảng 100, dài 1,8 m. Đây, cần rất là đẹp. Đó. Rồi cái này mã cho anh em 54 nha. Nặng 448 gram, ngọn 3 ly góc 14. 54 thì giá 100 220 nè. 54 này bán cho anh em 220 nè. Rồi tới 55 cái này gãy đọt nha. Cây này gãy có cũng khoảng 10 10 13 14 cm đọt anh em, 13 14 cm. Cây này dài 1,8 m thì còn khoảng 15 đi thì còn khoảng 1,65 m nè, cây này 1,65 m. Đây nó gãy đọt. Khoan Fuji nha, khoan Fuji. Keo cái gần đây qua Phantom. Carbon hai da anh em ạ, đây. Carbon hai da xoắn nha. Nói chung cây gãy đọt 15 cm anh em, 15 cm. Cần mấy ngàn. Cây này anh em về kia, đã gắn đầu bu vô chơi thôi, gắn đầu bu vô đánh thôi. Rồi cây này mã 55 anh em. 55. Nặng 121 gram, ngọn 2 đi 3 góc 7,7 ly. Mã 55 này bán cho anh em 200 ngàn. 55 giá 200. Tới 56 cây này dây trong nhưng mà bị mất cái điên đá nè. Nó mất cục đá đây nha, đá đề ba đá mất nè. Đít cần nó còn nhưng mà nó ra mở không ra nè, cái cục cao su đít nó mất rồi. Đít cần nó còn mà mở nó không ra, nó cứng lắm. Nó cứng. Nói chung là cái này anh em về xử lý. Về có đá gắn vô chơi thôi. Chất liệu cần là carbon. Hay là anh em về vô khoan đánh nha, vô khoan chơi cũng được. Cái này vô khoan chấn được, độ cứng 80 dài 3 mét. Cứng 80 dài 3 mét. Rồi cái này mã cho anh em 56 nha. Nặng 343 gram, ngọn 2 đi 6 góc 18,7. 56 giá 200. 56 này bán cho anh em 200 ngàn. Và tới 57 thì cần rút lóng lóng ngắn nè. Thu gọn này 20, 40, 60 thôi. Cây này dài 2,7 m nha. Khoan Fuji đá trắng nè. Bát là bát inox nè, khoan Fuji bát inox dài 2,7 m. Độ cứng cây này tương đương là 30 nè. Cần đẹp lắm, cây này cứng tương đương 30. Rồi cái này mã cho anh em 57 nha. Nặng 180 gram, ngọn 1 đi 8 góc 19. 57 này bán cho anh em 300. 57 giá 300 ngàn. Cái 58 là cần rút nè. Cây này dài 2,4 m. Khoan hãng bát hãng nè. Đây khoan hãng khoan Fuji bát Fuji chứ.
Đầu cứng cái này tương đương 15 thôi. 15 về 24. Cái này dành cho anh em lua được, lua lóc được. Cần carbon, nói chung cần rất là đẹp nha, mới. Cây này hãng hãng Olympus anh em ơi, Olympus Century. Cây này mã cho anh em 58 nè. Nặng 146 gram, ngọn 2 ly, góc 13,6. 58 giá 400 ngàn. Đây, 58 giá 400. 400 ngàn anh em. Carbon nha, cây đó carbon. Rồi tới 59 là ISO khăn nhỏ nè. Cây này quay cần Daiwa nha, Daiwa Liberty. Đầu cứng 3-4 mét, Made in China. Khoan Fuji nè. Đó, khoan Fuji. Bass Fuji, hãng Daiwa. Chất liệu cần cái này nó là carbon nha anh em. Carbon. Đây, đầu cứng 3-4 mét. Nói chung cần rất là ngon, đẹp lắm. Mới tinh, cây này còn mới lắm nè. Cây này anh em về miễn chơi. Đẹp lắm. Rồi, cây này mã cho anh em 59 nha. Nặng 169 gram, ngọn 1 ly 3, góc 17. 59 giá 600. 59 là bán cho anh em 600 ngàn. Thế mà số 60 nè. 60 là ISO khoen nhỏ nè. ISO khoen nhỏ nha. Cái này bung cái keo thôi, dán lại. Khoen Fuji. Bass Fuji. Cái này thông số nó mất anh em. Thông số đây nó bị mất rồi. Thông số đây nó rớt rồi. Cái này nó là một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng và năm lóng. Cái này dài. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Cây này dài 5m2, 5m3 nè em ơi. Đầu cứng số 3, đầu cứng số 3, dài 5m2, 5m3. Nói chung cây này cứng nha, rút ra thẳng cần. Nhưng mà ngoại hình cũng nó hơi cũ nè, hơi chày á. Ngoại hình cũng hơi chày anh em ạ. Cây này chày cũng khá nhiều. Rồi, cái này mã cho anh em là 60 nha. Nặng 300 gram, ngọn 1 ly 8, góc 20,8. Mã 60 giá 300 rưỡi. Mã 60 giá 300 rưỡi nha. Tới mã 61 à. Cây này cây cần súp lở nè. Cây này súp power, độ cứng 15-36. Khoan Fuji, bass Fuji. Made in Korea nha. Made in Korea. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji. Made in Korea. Cây này đẹp lắm, mới tinh. Cây này bung keo thôi, lấy dán lại. Dán lại thôi. Rồi, cây này mã cho anh em 61 nha. Nặng 229 gram, ngọn 2 ly, góc 20. 61 giá 600 rưỡi. 61 này bán cho anh em 600 rưỡi. Và tới 62 này cần súp anh em. Daiwa súp. Daiwa Super Power, cây đầu cứng 34 mét rưỡi nha. Cây này Made in Korea luôn nè mà, cần đẹp lắm, cây này mới tinh. Khoan bass Fuji nha. Nó khoan bass Fuji. Chất liệu cần là carbon. Độ cứng 34 mét rưỡi. Cần đẹp. Cây này còn mới lắm, mới chát à. Rồi, cây này mã cho anh em là 62 nha. Nặng 412 gram. Ngọn 2 đi 9. Góc 24,5. Cây mã 62 giá 1 triệu tư 50. Mã 62 này bán cho anh em 1 triệu 450 ngàn nha. 1 triệu 450 ngàn. Cây mã 63 này ISO khoan nhỏ nè. Cây này dài 5m4 nè. Khoan Fuji, bass Fuji. Hãng cái này hãng SZM nha. Khoan bass Fuji. Hãng SZM. Chất liệu cần là carbon. Độ cứng cái này tương đương là độ cứng số 3 nè, số 3 5m4 anh em ạ. Cần đẹp. Cây này còn đẹp khoảng 80, 85%. Cần nó cũng khá đẹp nè, mới. Rồi, cây này mã cho anh em là 63 nha, nặng 329 gram, ngọn 1 ly 9, góc 21,5. 63 giá 400.
63 này bán cho anh em 400 ngàn. T64 54 luôn. Cây này với cây 63 là nó một cặp luôn anh em. Anh em lấy cặp chơi nè. Ngọn độ cứng cây này thì cái ngọn màu trắng nha. Nó vẫn là ngọn carbon nhưng mà ngọn màu trắng. Cây này cái ngọn này em bên Nhật cho nó sơn lại nha. Cái ngọn này đúng ngọn mà nó màu đen mà nó sơn lại để câu câu đêm á, nhìn nó rõ cái ngọn hơn. Nói chung cây này đẹp nha. Ngọn ngọn zin đó nha chứ không phải lai đâu. Ngọn này bên tôi Nhật nó sơn lại á. Nói chung cần còn rất là đẹp. Còn cây này anh em mà sợ lai thì mua cây kia, dễ mà, hai cây chọn cái nào anh em lấy cũng được. Rồi, cây này mã cho anh em là 64 nha, nặng 323 gram, ngọn 1:8 góc 22. 64 này giá 400. 64 này bán cho anh em 400 nha, 400 ngàn. Rồi thứ 65 gần súp anh em, súp khoan gặp nha. Cây này dành cho anh em câu lục, câu bạc bờ biển, câu sông, câu hồ được. Khoan Fuji. Khoan Fuji, bass Fuji anh em ạ. Độ cứng 25 4m2, made in China. Độ cứng 25 4m2. Máy tiền Trung Quốc nha, máy tiền Trung Quốc anh em. Cần đẹp á, cần mới, mới tình. Cần nói chung có vài dấu xước dăm dăm. Không đáng kể đâu, nhưng mà còn rất là đẹp. Đây. Rồi cái này mã cho em 65. Nặng 523 gram, ngọn 2:7, góc của nó là 28 25,3 anh em. 65 này bán cho anh em 550. 65 này bán cho anh em 550 ngàn. Thế 66 này cần lua nha, lua mới đứng. Khoan Fuji, bass Fuji. Cây này dài 1,5 m thôi, độ cứng UL. Cây này hãng SSM nè em ơi, SSM Wondertit, dài 1,5 m thôi, độ cứng UL nha. Lua cây này tầm khoảng 8 gram, 8 gram quay đầu. Cây lua khoảng 8 gram quay đầu. Đây. Rồi cây này mã cho anh em là 66 nha. Nặng 88 gram, ngọn 1:2, góc 7 ly. 66 giá 380. 66 này bán cho anh em 380 ngàn. Và thứ 67 là cần NFT nè. NFT Power Love nha. Cây này độ cứng số 3, 6m3 nè em ơi. Đầu cứng 3, 6m3, khoan bát Fuji nha. Đây, carbon 2 da xoắn. Carbon 2 da xoắn, đây. Chất liệu là cần là carbon nè. Xoắn 2 da, mới tinh, mới chát luôn. Cây xoắn hai da đẹp lắm nè. Rồi cái này mã cho anh em là 67 nha. Nặng 396 gram, ngọn 1,5 góc 23,5. 67 giá 1,6 triệu. 67 này bán cho anh em 1,6 triệu nha. 1,6 triệu. Cây 68 này cây gần lua nè, lua mới đứng nha. Cây này cái bát này là bát kẹp nè, chứ không phải bát vặn như kia nha. Đó anh em cứ nè, gắn cái chân máy vô thì cứ kẹp xuống thôi, là nó dính lại thôi, chứ không có mà dặn nè. Anh em muốn câu ở đây thì anh em kẹp dưới đây, còn muốn câu trên đây thì anh em kẹp lên thôi. Khoan Vui Xích nha. Khoan Vui Xích một cái gần đây qua Phantom. Dài 1,5 m thôi, đầu cứng L. Lua cái này tầm khoảng 10 gram thôi. Carbon 2 da xoắn. Khoan Vui Xích. Carbon 2 da nha. Cây này dành cho anh em câu câu cá hanh, cá cháp, cá giò, cá nâu, câu dạng Akada, câu bè cũng được. Nói chung câu đủ thể loại mà cá nhỏ nha. Câu cá nhỏ cho anh em. Cái này mã 68 anh em ơi. Nặng 44 gram, ngọn 1,5 ly, góc 5,4 ly. 68 giá 600 ngàn. Khoan Vui Xích nha. 68 giá 600. 600 ngàn. Và thứ 69 là cây cần đai hoa nè. Độ cứng 20, 2m4, Made in Korea nha. Khoan Fuji. Khoan Fuji. Bát này bát hãng nè, bát đai hoa hãng nha. Khoan Fuji, bát đai hoa. Cần đẹp.
Đây, đầu cứng 20 thì nói chung cũng mềm. Cây cứng 20 cũng mềm em ơi, carbon hai da sắn nè. Cây này thì chắc câu câu bè mà dạng như câu giống cần hay chi á nè. Cần hay chi mà hay chi kia hai khúc này gút nha, câu y khuôn cần hay chi luôn. Ngọn cũng đâm đâm y khuôn cần hay chi. Đầu cứng 20 24. Cái này mã cho anh em là 69 nha. Nặng 128 gram, ngọn 0.6, góc 13,8. 69 này giá 650. 69 này bán cho anh em 650 nha, 650 ngàn. Một cây cần đai hoa. Đó, carbon hai da nha. Rồi cái mã cái này 70 nè, một cây cần dài 2,7 nè. Khoan hãng bát hãng anh em ơi, khoan hãng bát hãng. Ngoại hình nói chung cũng hơi cũ một tí nha, chạy. Không phải nó chày mà nó chóc anh em, nó chóc sơn. Chất liệu cần là carbon. Cây này đầu cứng, đầu dài 2,7 m, thì cây này đầu cứng khoảng tầm 20 thôi anh em. 20 2,7 m. Cây này dành cho anh em câu cảm giác nha, câu cá rô có chơi ngon, câu cảm giác thôi. 20 2,7 m. Ở đây nó có chày. Rồi, cây này mã đây. Carbon nè. Rồi cái này mã cho anh em là 70, nặng 160 gram, ngọn 1 đi 6, góc 15. 70 giá 280 nha. 70 giá 280. Rồi tới 71 là ISO khoen lớn nè, cây cần ISO khoen lớn hãng Nissin nha. Nissin nha anh em. Khoen bát Fuji, đầu cây này dài 5 m. Cây này không thấy độ cứng nè. Ngọn zin nha. Cây này độ cứng tương đương độ cứng số 5. Số 5 5 mét em ơi. Cây này dành cho anh em câu lục đầu cành. Câu ISO biển, nói chung Nissin thì chất lượng nó tốt lắm. Cây này hàng cao cấp anh em, không rẻ đâu. Đây, tổng thể anh em. Có tem Nhật đây luôn. Hãng Nissin. Dài 5 mét, đầu cứng khoảng số 5 đó. Cây này mã 71 anh em, nặng 484 gram, ngọn 2 ly 1, góc 25. 71 giá 900, 71 là bán cho anh em 900 ngàn nha. Tới 72 anh em, mày cần xếp lỡ nha. Cây đầu cứng 15, 3,3 thôi. Khoan bát hãng, ơi khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji nha anh em. Chất liệu cần là phíp. À, đồng, chất liệu cần là carbon. Nói viết thì leo lưỡi. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Rồi, cái này mã cho anh em 72. Nặng 215 gram, ngọn 1 đi 7, góc 18. 72 giá 580 này. 72 là bán cho anh em 580 ngàn. Tới 73 là ISO khoan nhỏ nè. Made in China nha, cây này độ cứng 3 và 2,7 m. Độ cứng số 3 và 2,7 m anh em ơi. Cây này hãng FR gì này, FVG. Cây này khoan hãng bát hãng anh em. Độ cứng số 3 2,7 m. Cây này dành cho anh em câu cá cháp, cá giò, cá hành, cá nâu ngon. Câu dạng như câu 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 bằng câu giải trí, câu cảm giác nè. Lụm cái này ngon. Đẹp lắm, cái này mới tinh. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. Còn cái này mã 73 nha. Nặng 129 gram, ngọn 1 đi 2, góc 16,5. 73 giá 300. 73 này bán cho anh em 300 ngàn. Rồi tới 74 là ISO căn nhỏ nè. Cây độ cứng 0.8 nha. Chưa tới 1, 0.8 thôi. Dài 6,3 m nha mày. Dài 6,3 m, hãng Daiwa. Hãng Daiwa. Khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji. Ngọn 0.8. Cần đẹp lắm. Cây này anh em vừa xả tay ngon. Xả tay cứng khoảng tầm 3 h thôi. Còn để về câu cũng được. Để cho anh em câu giống như câu tay chợ máy nè, câu giống câu tay chợ máy.
câu cá, câu cá hành này qua hình chữ giờ đến giờ, câu cá hành, cá giò, cá nâu. Ok chưa, cái lóng cái góc nó chạy nhiều, cái lóng kế lóng góc nó chạy nhiều nha. Chạy dăm dăm thôi nhưng mà nó nhiều nè, chạy dăm dăm thôi chứ không có chạy nào sâu đó, nhưng mà nó chạy nhiều. Rồi cái này mã cho em 74 nha, nặng 3 273 gram, ngọn 1 ly, góc 21,3, 74 giá 500. Bốn thì giá 500, 500k. Cái 75 cái này ISO khoan nhỏ nè, độ cứng 2 5,4 thôi. Khoan bát buji. Ngoại hình nói chung cũng hơi chạy một chút nha. Nói chung mấy cái này giá rẻ nè, mấy cái này giá em bán 400 ngàn thôi. Khoan buji, bát buji nè. Chất liệu cần là carbon nha. Độ cứng số 2. Cái này cứng số 2 5,4 nè. Cứng số 2 5,4. Cần nói chung có chạy. Chạy nhớ chung dăm dăm thôi. Cái này anh em mà biết tốt thì có thể về xả nhám sơn lại nha, sơn bóng lại, xả mỏng thôi đừng xả dày quá, sơn bóng lại. Rồi cái này mã 75, nặng 257 gram, ngọn 1 ly 4, góc 19,7, 75 giá 400. Rồi 75 giá 400. Cái 76 này ISO khoan nhỏ luôn, dài 3,6 nè, chất liệu cần là carbon. Cái này quần hình chày nha, xấu. Ồ cái này dập rồi anh em, nó dập cái đóng gốc bà nội. Đóng trong nó sao không đây? À đóng trong nguyên anh em, đóng trong là nguyên nha. Nó chỉ bị dập cái đóng gốc thôi, đóng dưới cái bát máy. Cũng chả ảnh hưởng, anh em câu thì từ cái bát máy lên, còn này dưới cái bát máy thì cũng chả ảnh hưởng nhiều đâu. Anh em về mua cái màng co, co lại chỗ này cho nó che lại là đẹp thôi. Co chỗ này từ đây co lên luôn, co lại cho nó che hết luôn. Ừ. Đầu cứng cái này tương đương đầu cứng số số 2 thôi, cái này cứng tương đương số 2 thôi. Số 2 3,6 nha. Cây này có thể xả làm tay được, cây này xả tay ngon. Cây này em tưởng nó nguyên anh em, nhưng nó bị dập lóng rồi. 76 nha. Mã 76, nặng 157 gram. Ngọn 1 ly 9, góc 17,6 nè. 76 này em bán 300. Nhưng mà ôi, bị dập rồi, bán cho anh em 200 thôi. Nè, cái này nó quá rẻ nè. Cái bộ khoan này không trăm mấy rồi. Bán ngang ngửa bộ khoan 76 giá 200 ngàn. Cái 77 là cần ISO khoan nhỏ nè. Cây này độ cứng 1.5 5,4 nha, hãng Ryobi, Ryobi Ecosima. Khoan Fuji, bát Fuji nè. Chất liệu cần là carbon nha. Made in Korea anh em ạ. Made in Korea nha. Đây. Độ cứng 1.5 5,3. Cần thì đẹp. Mới. Mới chát à. Cái này mới lắm. Mấy cái này thì anh em về tút lại nữa nha. Này, bung keo dán lại thôi. Cây này em chưa vệ sinh kỹ nè, nhưng mà đẹp vậy. Cây này em về tút nó chà kỹ lại là đẹp lắm á, cây này còn mới lắm anh em. Rồi cây này mã cho anh em 77 nha, nặng 226 gram. Ngọn 0.9, góc 19,7. 77 giá 650. Mã 77 này bán cho anh em 650 ngàn. Em sổ dây. Rồi xong. Rồi tới mã 78 nè. 78 này cần súp lở anh em, dài 2,1 m. Chất liệu cần là carbon, có chày đây một chút. Khoan bát Fuji hãng SZM nha. Độ cứng 15 2,1 m nè. Độ cứng 15 2,1 m. Cây này ngọn cũng mềm. Cho anh em câu bè. Cây này câu bè ngon. Câu bè ok luôn á. Rồi cái này mã cho anh em là 78 nha.
nặng 114 gram, ngọn 21, góc 13,8, 78 thì giá 330, 78 giá 330 nha nè. Cây 79 này cần 3 khúc nè. Cây này khoan Fuji nè. Bát nó bát hãng nè. Cây này hãng SSM em ạ, hãng SSM. Độ cứng 83 mét. Cây này nó carbon hai da anh em. Nhưng mà nó sơn dưới lớp sơn rồi. Nó sơn dưới lớp sơn nhìn nhìn nó cũng kỹ mới thấy hai da. Cây này nó carbon hai da anh em. Nó sơn dưới cái lớp sơn nè. Giờ nó còn rừng 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 lên nè. Cây này cần rất là đẹp luôn, mới lắm, mới tinh. Rồi cây này mã cho anh em là 79 nha. Nặng 459 gram, ngọn 2 ly 9, góc 18 nè. 79 giá 1 triệu. 79 này bán cho anh em 1 triệu nha anh em, 1 triệu. Rồi tới mã số 80 lại cần dây trong. Mã số 80 là cần dây trong. Cây đầu cứng 50H7 nè. Hãng SSM nha, chất liệu cần là carbon. Đây. Hãng SSM. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Khoan đá xít nha, khoan đá xít nè, bóng lưỡng luôn, bóng đen luôn. Bát nhôm, bát bát hãng. Rồi, độ cứng 50H7. Cây này mã cho anh em 80 nha. Nặng 279 gram, ngọn 2 đi 4, góc 15,5. Mã 80 này bán cho anh em 350 thôi. Mã 80 giá 350. Rồi, anh em lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi, cảm ơn em. Hẹn em các video kế tiếp.